phát huy kết quả trong việc tổ chức thực hiện chỉ thị 03 của Bộ Chính trị khóa 11 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau khi Bộ Chính trị khóa 12 ban hành chỉ thị số 05 ngày 15 tháng 5 năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Trà My đã tập trung triển khai thực hiện một cách nghiêm túc, phù hợp với điều kiện chung của huyện. Do vậy, sau 2 năm học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến nhất định trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện. Để chỉ thị 05 được nhận thức một cách sâu sắc và thực hiện nghiêm túc từ huyện đến các xã, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức quán triệt những nội dung cốt lõi của tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với quán triệt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ đến toàn thể cán bộ chủ chốt toàn huyện. Đồng thời chỉ đạo tổ chức cơ sở đảng triển khai nghiêm túc, phân công ban tuyên giáo huyện ủy hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng quán triệt chỉ thị đến từng chi bộ, mặt khác trực tiếp triển khai đến đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân dân. Trong đó riêng đội ngũ cán bộ đảng viên từ huyện đến cơ sở phải thực hiện bản cam kết ngay từ đầu năm về thực hiện chỉ thị 05 của cá nhân gắn với mục tiêu làm theo cụ thể rõ ràng nhất. Định kỳ trong các buổi sinh hoạt, chi bộ sẽ tiến hành kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện cam kết của từng cá nhân, mục đích là nâng cao ý thức học tập, rèn luyện cho đội ngũ cán bộ đảng viên, biến cuộc vận động thực hiện chỉ thị 05 trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và thường xuyên. Đi đôi với quán triệt, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành kế hoạch số 35 năm 2017 và kế hoạch số 64 năm 2018 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với nội dung đột phá đó là xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan đơn vị địa phương, xác định rõ trách nhiệm cá nhân, nhất là người đứng đầu, đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, chống bệnh thành tích quan liêu, hình thức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương châm nói đi đôi với làm, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, nâng cao chất lượng công tác cán bộ và chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện. Trên tinh thần đó, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền các cấp, các địa phương và hội đoàn thể đã bám sát kế hoạch của huyện ủy để triển khai đưa cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu. Trong 2 năm qua, ngoài việc tổ chức quán triệt cho cán bộ đảng viên thực hiện bản cam kết thì các tổ chức cơ sở đảng còn triển khai các đợt sinh hoạt chuyên đề, các buổi tọa đàm về thực hiện chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị mình. Đây là dịp để các tổ chức cơ sở đảng và từng đội ngũ cán bộ đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tạo ra chuyển biến từ nhận thức đến hành động. Từ đây góp phần làm cho công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh, đáp ứng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị mà đảng và nhân dân giao phó. Cùng với đó, để cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh tạo sức lan tỏa rộng rãi, thì Ban Thường vụ Huyện ủy cũng gắn việc chỉ đạo học tập với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội từ huyện về cơ sở. Nổi bật là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc vận động nhân dân đồng hành phát triển cây sâm ngọc linh, cây dược liệu để thoát nghèo bền vững. Lãnh đạo toàn dân tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch sắp xếp khu dân cư trên địa bàn Nam Trà My, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ đảng viên vào cuộc quyết liệt và đồng hành với hộ nghèo trong việc đăng ký thoát nghèo bền vững, tăng cường cán bộ đảng viên bám sát cơ sở để lắng nghe những ý kiến của cán bộ đảng viên và nhân dân, từng bước tháo gỡ những vướng mắc khó khăn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở chi bộ thôn làng, đem lại kết quả cụ thể, tạo sự phấn khởi tin tưởng cho cán bộ đảng viên, nhân dân. Đây cũng được xem là một nội dung trong việc cụ thể hóa thực hiện chỉ thị 05 rất thiết thực và sát với tình hình địa phương Nam Trà My trong 2 năm qua. Thông qua việc nghiêm túc thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh từ năm 2017 đến nay, đã có rất nhiều cách làm hay, sáng tạo, mang tính thường xuyên hoặc đột xuất của cán bộ đảng viên và nhân dân Nam Trà My. Cụ thể như phong trào cán bộ giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững,
phong trào thanh niên chung kết giúp dân, phong trào công an nhân dân giúp hộ nghèo, phong trào lực lượng vũ trang đồng hành giúp bà con vượt qua thiên tai mưa lũ, phong trào nhân dân thi đua phát triển kinh tế để thoát nghèo và làm giàu. Đặc biệt từ việc thực hiện các phong trào này đã xuất hiện rất nhiều gương sáng tập thể cá nhân với những mô hình công việc hiệu quả rõ nét. Đây chính là minh chứng sinh động nhất mà cán bộ đảng viên và nhân dân Nam Trà My học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ. Như vậy, qua 2 năm triển khai thực hiện chỉ thị 05 về học tập và làm theo tư tưởng phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, bước đầu cho thấy các cấp ủy, cơ quan, đơn vị, từ huyện đến cơ sở đã quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung này một cách nghiêm túc, bám sát tinh thần của chỉ thị, hướng dẫn của Ban Thường vụ Huyện ủy và đều xác nhận đây là một trong những nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng. Không dừng lại ở những chỉ đạo chung chung mà xác định đúng những vấn đề nổi cộm bức xúc để tập trung giải quyết. Phát huy những kết quả đạt được qua 2 năm thực hiện chỉ thị 05, trong thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân về nội dung của chỉ thị này gắn với thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng đảng, đề cao vai trò trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, nhằm đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong làm việc gần dân, sát dân, lắng nghe đối thoại với nhân dân, tăng sức chiến đấu trong việc chống bệnh, thành tích, quan liêu, hình thức, tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ đảng viên và nhân dân, dấy lên nhiều phong trào thi đua sôi nổi thiết thực và hiệu quả nhất, từ đó góp phần xây dựng quê hương Nam Trà My vượt qua khó khăn, vươn lên phát triển bền vững.